quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Điểm tin nổi bật trong tỉnh tuần từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4. Chương trình có những nội dung chính sau: Sau đây là nội dung chi tiết. Trong các ngày 15 và 16 tháng 4, đoàn công tác của Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh do đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Phủ Lý và huyện Kim Bảng. Qua kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại một số phường xã của hai địa phương, đồng chí Bí thư tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của thành phố Phủ Lý và huyện Kim Bảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chuẩn bị công tác bầu cử trên địa bàn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử, khối lượng công việc còn nhiều, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba, làm tốt công tác tư tưởng đối với người không tham gia ứng cử sau hiệp thương, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với công tác chuẩn bị bầu cử, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, làm cho cử tri hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình để tích cực tham gia đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất và kết quả tập trung cao. Đối với các đơn vị bầu cử, cần lưu ý phân công cán bộ bám sát địa bàn, nắm bắt và thông báo rộng rãi danh sách cử tri, giả soát kỹ lưỡng, tránh xảy ra sai sót. Trong các ngày 13 và 14 tháng 4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã chia tổ và tiến hành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 tại các địa phương trong tỉnh. Tại các địa điểm tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo tới cử tri những nội dung trọng tâm về kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Theo đó, sau 12 ngày làm việc, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, xây dựng pháp luật và công tác nhân sự tại hội nghị, đại diện các ngành, đơn vị, đại diện cử tri đã phát biểu ý kiến ghi nhận, đánh giá các đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động của Quốc hội khóa 14. Cử tri địa phương cũng đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương một số vấn đề liên quan đến những khó khăn, bất cập trong thi hành luật nghĩa vụ quân sự luật dân quân tự vệ đề nghị xem xét tăng mức chuẩn trợ cấp cho thân nhân người có công hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đối tượng chính sách tiếp tục có cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao và hỗ trợ nông dân mua máy móc để phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất có chính sách hỗ trợ các địa phương kiên cố hóa các công trình thủy lợi sớm có chính sách ưu đãi cho các địa phương phát triển công nghiệp đào tạo nghề phục vụ phát triển công nghiệp các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu, giải trình, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời hứa sẽ tổng hợp đầy đủ gửi các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cử tri. Chiều 16 tháng 4, Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đấm dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri, nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử và danh sách những người được dự kiến giới thiệu ứng cử do Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trình bày, hội nghị đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 của tỉnh gồm 8 người, những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 84 người. Được biết trước đó, trong ngày 13 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức gặp mặt những người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 của tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ vừa công bố, tỉnh Hà Nam xếp thứ 30 trong bảng xếp hạng PCI năm 2020 tăng 4 bậc so với năm 2019 với tổng điểm đạt 63,47 điểm. Báo cáo PCI 2020 đo lường chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh trên 10 lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân năm 2020, Hà Nam tiếp tục có những bứt phá mới trong cải thiện, nâng cao chỉ số PTI được các doanh nghiệp ghi nhận đánh giá cao. Trong tổng số 10 chỉ số thành phần, có đến 6 chỉ số tăng điểm so với năm 2019. Cụ thể là các chỉ số gia nhập thị trường, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính quyền tỉnh, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, để thực hiện báo cáo PCI 2020, nhóm khảo sát nghiên cứu đã tiến hành khảo sát, ghi nhận ý kiến phản hồi của 12.300 doanh nghiệp, trong đó có 10.700 doanh nghiệp tư nhân trong nước, 1.600 doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là năm thứ 16 liên tiếp. Báo cáo PCI được VCCI phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ xây dựng và công bố. Chiều 14 tháng 4, Ủy ban dân huyện Bình Lục đã tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng logo huyện Bình Lục. Cuộc thi nhằm chọn ra logo tiêu biểu để làm biểu trưng chính thức của huyện, phục vụ các hoạt động thông tin tuyên truyền, các nhiệm vụ chính trị và các hoạt động đối nội, đối ngoại của địa phương. Tác phẩm dự thi phải thể hiện được những nét đặc trưng tiêu biểu có tính khái quát cao về văn hóa, lịch sử, kinh tế chính trị, xã hội của vùng đất và con người Bình Lục. Là một tác phẩm mỹ thuật, logo phải đạt được những yêu cầu về màu sắc, đường nét, bố cục, dễ nhận diện tạo cảm xúc, ấn tượng với công chúng, biểu trưng phải có tính ứng dụng cao, thuận lợi cho việc thể hiện trong nhiều chất liệu và hình thức khác nhau. Đối tượng dự thi là tất cả các tổ chức cá nhân trong cả nước có khả năng sáng tác biểu trưng huyện Bình Lục, không hạn chế số lượng tác giả và tác phẩm dự thi. Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021, công bố kết quả và trao giải thưởng vào tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, một tin vui đối với Hà Nam tuần qua, đó là tỉnh đã được Trung ương phân bổ 4.500 liều vaccine phòng chống dịch COVID-19. Đây là đợt vaccine COVID-19 thứ hai của Việt Nam và là đợt đầu tiên Hà Nam được phân bổ. Các đơn vị trong ngành y tế của tỉnh đang chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận, bảo quản và sử dụng số vaccine này. Theo nghị quyết số 21 NQCP ngày 26 tháng 2 năm 2021 của chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 trong các nhóm đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí, đầu tiên là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch gồm người làm việc trong các cơ sở y tế, người tham gia phòng chống dịch, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ COVID dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên, quân đội, công an, huyện ủy ban dân tỉnh đã ban hành công văn về việc đăng ký mua, cam kết bố trí kinh phí và sử dụng vaccine COVID-19 trên địa bàn. Theo đó đã đăng ký mua tổng số lượng vaccine COVID-19 cho địa bàn tỉnh Hà Nam là 8.004.000. <laughs> Theo đó, đã đăng ký mua tổng số lượng vaccine COVID-19 cho địa bàn tỉnh Hà Nam là 804.316 liều vaccine, loại tiêm 2 liều trên người, để dự kiến tiêm phòng cho 365.589 người. 98. Để dự kiến tiêm phòng cho 365.598 người. Thưa quý vị và các bạn, bản tin điểm các sự kiện nổi bật trong tỉnh tuần này của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.